Hôm nay ngoài sông quá trời thiên nga. Thiên nga thấy Sara của mình xuống mé sông là lại khè. Ôi trời ơi, dữ chưa, dữ chưa. Cặp thiên nga này chắc đang đẻ trứng ở đây nè, cho nên là dữ ghê luôn á. Thiên nga bên ngoài nhìn nó trắng muốt và khi mà nó xòe cánh lên, nó giở cao cánh lên á, nhìn rất đẹp. Khi nó có bầy thiên nga con á, nó rất dữ và nó canh con của nó rất kỹ luôn. Khi bơi á, là thường là cứ một con bơi phía trước, một con bơi phía sau và bầy con bơi ở giữa. Ở đoạn sông này thì năm nào nó cũng tụ tập về đây rất đông vào mùa xuân. Rồi nó đẻ trứng, nó nở con và sau đó thì nó lại đi đâu á. Mùa hè thì mình thấy ít thiên nga thôi và mùa đông là nó đi tránh đông ở đâu luôn. Xong rồi mùa xuân thì nó mới lại kéo về đây. Thiên nga thường nó đẻ trứng thì nó làm một cái tổ ở dưới mé sông, xong rồi nó đẻ trứng ở đó. Còn vịt trời á, thì mình thấy là nó lên bờ nó đẻ lung tung, nên có khi mình đi dọc cái bờ sông này á, thì rất nhiều trứng vịt nó bị bể, thì mình không biết là do người ta đi người ta đạp trúng hay là do nó đẻ lung tung xong rồi những con khác đạp, nên là trứng vịt nhỏ nhỏ nó bể dài dài ở trên bờ. Còn trứng thiên nga thì mình không thấy nằm ở trên cái đường đi, mà mình thấy nó đã làm cái tổ, tổ của nó lớn lắm. Xong rồi nó đẻ trứng ở trong đó. Thì khi mà đẻ trứng rồi nó cũng quanh quẩn ở cái tổ đó. Nó ở vòng vòng cái khu vực đó thôi để nó canh chừng cái ổ trứng của nó. Mình đi ở mé sông, thiên nga nó nhìn thấy thế là nó kéo đến một bầy luôn nè. Từ các ngã nó đang nằm rải rác ở đâu nó kéo đến, cứ con này thấy con kia bơi về hướng này thế là nó cũng bơi theo. Chắc nó tưởng mình có gì cho nó ăn. Mình đi mà nó bơi theo luôn nè cả nhà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 con là ở trong cái bầy này nè. Rồi nó còn đứng rải rác ở kia nhiều lắm. Mình thấy xa xa quá trời luôn. Còn cái cặp kia là tách riêng nha. Mình thấy là cặp kia nếu mà đàn thiên nga tới tới gần là bắt đầu dí đó. Mình nghĩ chắc là nó đang ấp trứng hay sao á. Nó đang bơi sang thêm ba nàng thiên nga nữa. Rồi đây cặp này dí nha, cặp này thấy gần tới gần là dí. Cặp này kiểu như là Sara thì cứ lội xuống nước xong rồi chờ mình ném đá xuống dưới nước để mò. Mình lo quay mấy con thiên nga không chịu ném đá xuống cho nó mò, cho nên là nó mà ở đây làm gì có đá mà mò.